Chào bạn nha, giờ hốt con gừng nữa nha bạn. Lội ra phải bạn hốt tiếp mổ nữa. Đây là lưới cá úc nha bạn, để vài bữa nên đi thả lưới cá úc mình sẽ quay cho bạn xem. Giờ này cũng vô tới mùa cá úc rồi. Giờ anh lội ra tới ông mà quên cái dao bạn ơi. Giờ bắt em phải lội ra vô lấy cái dao. Thôi để dưới kia. Xuống lấy. Ổ ông đây nha bạn. Ổ ông khá là to, nhẹ nhẹ lại. Ổ ông khá là to luôn, giờ nhổ cánh này, chắc để máy quay cho bạn xem quá. Mà leo trên hốt đây. Thank you.
khổ luôn nha bạn. Để được không? Để được không? Có gì đó trời để ra lại. Có quá ngọt. Để xuống chút nè. Ăn ra sao được hả?
cái tàu lúa nó cháy ấy đang lại cháy hướng rồi. Ừ, cái tài ông đấy bạn, nó nở con hết cả luôn nha. Đây nè, đây là hoàn toàn đã nhớ nở con hết trơn, rất là nhẹ luôn nè, nên mình mới cắt bỏ, chứ nếu mà còn con là mình đã để lại rồi, không còn một con nào luôn nha, chỉ còn một hai con nở không kịp thôi. Do là dưới đây sình nên đi hơi rung lắc nha bạn. Hôm nay lấy được nhiêu con mật ong đây nha bạn? 3 tổ. Có tổ sau là mật nhiều nhất nè. Mượn cái áo chuồng nha. Tổ sau này mật nó hết tổ luôn. Nhưng mà cũng đã đỡ chứ không nhiều không. Thì tấm này chắc cũng khoảng tầm 1,5 lít á. Các bạn thấy tại nó bự vậy chứ mật nó cũng không nhiều đâu. Còn cục này tới 1 xị à. Đây cục nữa, cục này tầm khoảng 3 xị à. Cục này mật nhiều rồi. Mật nó đều ổ luôn. Có ổ này là mật quá già luôn. Này mật nó già đen luôn mà. Thấy không? Này nè. Mật đầy tới đây luôn nè. Đi ngày được 3 tổ. Hai ổ nhỏ. Hôm nay mặc dù mà không có trúng một mật nhưng mà được 3 ổ, nhiều mật đây cũng rất là ok. Bởi vì có khi mình đi cả ngày trời không có ổ nào luôn, không có một miếng mật luôn. Nên có ổ này mật cái nhiều, mà mật cái trắng nha. Nước luôn. Mà dĩ dưới đây vẫn có mật luôn nha bạn. Thì bữa nay là bọc này là nhiều nhất nè. Đó là chỗ nãy lấy ong là bên đó đó. Giờ mình cũng xin chào tạm biệt các bạn luôn nha. Lại thêm một lần quên nữa nha. Hồi nãy cũng quên lấy cái dao. Giờ này thì hốt ong vô giục bó đuốc cũng quên cái dao trong bó đuốc nữa. Làm mất công em lội ra lấy nữa rồi. Lần nào cũng quên cái dao hết trơn. Có khi mình hốt rồi mình giục cái da, cái bó đuốc rồi xong cái luôn, cho anh khúc mình mới nhớ chực cái dao lại lội ra lấy.